Các bạn muốn mua nhà đất trực tiếp chủ không qua môi giới, vậy thì bạn đến đúng nơi rồi. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây, cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà. Chào mừng các bạn đến với xem nhà online, kênh YouTube review nhà đất không phải môi giới. Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 2 tầng, hẻm xe hơi ngay đường Lê Văn Lương bên huyện Nhà Bè nha mọi người. Hiện tại em đang đứng ngay cái đường này là đường Lê Văn Lương nè. Cái đoạn đường này là mới mở rộng ra hơn 20m, tại vì cái chỗ này là cái cây cầu Long Kiển mới xây nha mọi người. Lúc trước nó là một cái cây cầu sắt á, nó rất là nhỏ, nó cho nên đường cũng rất là nhỏ. Nhưng mà là hồi năm ngoái á, là cầu này mới xây xong, cho nên là đường này là mở rộng ra. Thì mọi người đi qua cầu á, đi thẳng về hướng đó là sẽ tới được ngay quận 7 nha. Còn nếu mà mọi người đi về hướng này nè, mọi người dòng xuống ngay chân cầu thì mọi người sẽ thấy cái hẻm này. Đây là hẻm 1491 đường Lê Văn Lương. Đó, mọi người quẹo vào hẻm này nha. Như mọi người thấy không, là cái hẻm này là rất là rộng luôn. Đó, chỗ này là xe hơi là đi được 3 lane và xe tải là tới tận nhà luôn nha. Từ đầu hẻm đi vào tầm khoảng chừng 30 cho tới 35 mét, mọi người nhìn bên tay trái nhìn thấy cái căn nhà màu trắng này nè, là căn nhà ngày hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người nha. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 1465-44-8 đường Lê Văn Lương, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Đây là cái đường trước nhà của mình nè, chỗ này là xe hơi là tới được tận nơi luôn nha. Và chúng ta cách mặt tiền đâu đó chỉ tầm khoảng chừng là 30-40 mét là tới. Còn đây là cái khung cảnh bên ngoài nhà của mình nè. Đó, nhà sơn tết rất là đẹp nha. Thì thông tin của nhà em để toàn bộ bên góc trái nha, mọi người cứ xem trực tiếp. Đây là không gian bên trong nhà, thì hiện tại là nhà đang cho thuê á, nên là đồ đạc hơi nhiều tí xíu nha. Đây là không gian bên trong nhà nè mọi người. Đó, nhà là xây rất là đẹp luôn, gạch là hai bên là lót hết toàn bộ luôn. Và phía trên trần của mình á là đổ là thông rất là đẹp nha mọi người. Đó, không gian bên trong nhà rất là đẹp nha. Rồi phía sau sẽ là khu vực bếp. Đây bếp nè mọi người, bếp là đầy đủ nội thất luôn. Đó. Ở cuối sẽ là nhà vệ sinh nha. Đây, nhà vệ sinh nè, mọi người thấy không, rất là rộng. Nhà vệ sinh là gạch lót phân nửa. Đó, để tránh mà những vết ố mà do tay chạm vào quá. Đó, nên cũng rất là sạch sẽ nha. Rồi bây giờ em sẽ đi lên khu vực lầu 1 quay cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 1 nha. Thì ở ngay hành lang cái chỗ lầu 1 á, chỗ này chúng ta có thể trang trí những bức tranh và đèn rất là đẹp nha. Còn đây là cái phòng phía bên tay phải của lầu 1 nè mọi người. Phòng thì khá là rộng, do là người thuê đang chuẩn bị dọn vào quá, cho nên mọi người thấy đồ khá là nhiều. Đây mọi người thấy không, là phòng rất là rộng nhưng mà do là người thuê đang chuẩn bị dọn vào quá, cho nên đồ đạc khá là nhiều nha. Thì đằng sau có thêm một cái giếng trời nữa nè. Chỗ này là chúng ta có thể tận dụng làm chỗ phơi đồ hoặc là trồng cây cũng đều được nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp qua cái khu vực ở trước. Thì đằng trước á, ở giữa là mình có một cái nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh cũng rất là rộng rãi, gạch là cũng lót hết luôn. Đó, nhìn rất là sạch sẽ nha. Rồi đây là cái phòng ngủ bên phía trước nè. Người thấy không, phòng cực kỳ rộng luôn, nó rộng hơn phòng ở đằng sau rất là nhiều. Ở phòng này là mình có thể để được giường, tủ quần áo hay là bàn làm việc vẫn được nha. Và ngoài đây á là chúng ta có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng. Đây đó, rất là thoáng cái phòng mọi người, không mở ra một cái là cái phòng thoáng liền luôn nè. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.